Vậy là 5 ngày của Việt Build 2023 được tổ chức tại Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt Shodofin, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả quý anh chị đại lý, quý anh chị đối tác và khách hàng đã ghé qua, tham quan và trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ của Dofin. Cảm ơn các anh chị đã dành cho Dofin những lời khen và những lời đóng góp để Dofin liên tục hoàn thiện về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ. Hy vọng rằng triển lãm Việt Build 2023 lần này sẽ là cầu nối giúp cho Dofin tiến gần hơn tới người tiêu dùng để khẳng định về giá trị thương hiệu của bàn ghế chống gù và đèn chống cận, thân thiện với môi trường, an toàn với trẻ nhỏ. Nếu như anh chị đang quan tâm các sản phẩm của Dofin và mong muốn được đồng hành trong hành trình mang ánh sáng về cho đôi mắt em, hãy liên hệ ngay với đội ngũ nhân sự của Dofin để được tư vấn và hỗ trợ nhé! Xin chào và hẹn gặp lại tại Việt Build 2024!